Phải nói là trong phân khúc nhà Malik Boot thì mình tâm đắc nhất mẫu Malik Boot C6, và đây cũng là cái mẫu mà mình yêu thích nhất. Và chia sẻ thêm với mọi người là cái mẫu này thì cũng được bán chạy nhất trong các phân khúc. Thì với Malik Boot CX6 như này thì đây là một cái mẫu xe thừa hưởng từ những người anh CX7, CX8 và thừa hưởng từ người em CX5. Với mức giá thì tốt, còn CX7, CX8 thì cho Malik Boot CX6 những cái nét đẹp dồn hết vào trọng tâm con này. Với mẫu xe này thì anh em mới chơi chưa có thì anh em sở hữu được cái này thì quá là tuyệt vời mọi người. Đầu tiên thì chúng ta phải nói đến cái điểm mạnh của con Malik Boot CX6, chính là cái phần khung với hệ khung nhôm không mối hàn đẹp như này, và nó thừa hưởng thứ nhất là về cái giống khung tròn này. Mọi người nhìn thấy ạ, nó rất là thanh thoát và đẹp. Và thứ hai là cái phần bản dẹp ở đây thì nó thừa hưởng từ Malik Boot CX7 cũng như là CX8, nhìn chiếc xe nó sẽ khỏe hơn. Và cái phần càng trước ở đây nó được design khá là đẹp và trơn tru từ phần ống cổ tới phần càng đây, nó tạo một cái mạch liền khối và nó vuốt nhọn ở đây. Đó, thì các bạn nhìn thấy cái phần chéo này nó rất là mập mà, nhìn chiếc xe nó có vẻ cái sự thích thú và nó khỏe hơn rất là nhiều. Kết hợp với hai cặp vành bằng nhôm 4 phân và 6 phân ở đằng sau thì tổng thể tạo lên một chiếc xe rất là hoàn hảo luôn mọi người. Và các chi tiết ở Malik Boot C6 thì chúng ta có thể nhìn nhận rõ nhất với ghi đông, dạng ghi đông quầm như này. Với ghi đông bản to thì cầm nó sẽ thoải mái hơn, kết hợp với lại cái dây cuốn mềm và chống trơn như này sẽ tạo cho anh em những cái cảm giác skid rất là tuyệt vời. Cộng thêm cái chén cổ Neko này nữa thì nó mềm mại khi mà chúng ta sử dụng những kỹ thuật và chúng ta uyển chuyển rất là nhẹ nhàng và dứt khoát. Và cái chiếc xe này thì trang bị chính hãng của Legend với Mayer bạc đạn như này thì cái độ trớn phải nói là quá tuyệt vời. Và như anh em nó đã trải nghiệm dòng Fit Gear và đã trải nghiệm về Mayer của Legend này thì anh em có thể để lại comment xem cái độ bền xem như thế nào nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ soi xét đến phần đùi đĩa. Với đùi đĩa nhôm 5 chấu đơn như này, đó, chính hãng của nhà Malik Boot kết hợp với lại xích chịu tải hoạt động đó. Thì khi mà anh em thao tác skid và những kỹ thuật có hơn thì chiếc xe này nó đáp ứng cho anh em một cách trọn vẹn nhất. Và cặp vành sau là vành xé gió đó. Anh em fit em chít với cái vành cao như này thì nó sẽ tạo cho cái sự thăng bằng được cho anh em nhé. Và chúng ta không quên phần yên thiết kế theo khí động lực học như này. Anh em thấy ấn tượng không? Đó là những gì mà Minh Nhật là cảm nhận về mẫu Malik Boot C6 Plus, một phiên bản quá tuyệt vời, thừa hưởng từ người anh cũng như người em. Với mức giá hiện tại đang 4.900.000 đồng là cái mức giá để cho anh em tiếp cận và được sở hữu ngay nó. Anh em còn chần chờ gì nữa, hãy kích vào góc trái màn hình để chúng ta sở hữu và tậu luôn chiếc xe này nhá. Ok.